Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Daewoo Matiz có năm sản xuất 2009, phiên bản số tự động máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 213 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 15A32180. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơ chi của chiếc xe màu đỏ các bác nhá. Hai cụm đèn pha, hai cụm đèn gầm rất sáng bóng đều nhau qua này. Bản này bản Super các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc. Sơn xi rất là ok các bác này. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, nhỏ gọn xinh xinh mà tiết kiệm nguyên liệu. Trang bị 4 bánh đăng đúc này. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện. Chìa khóa thông minh các bác nhá, đề lỗ slot top. Đấy, một mẫu xe bản này bản Super các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc này. Đấy, sơn xi của nó rất là đẹp luôn. Hai cụm đèn phanh rất là đều nhau này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan phần gầm các bác này. Gầm mẹ chắc lịch các bác nhá. Không hề có dấu hiệu mù mọt chi các bác này. Đấy, một chiếc Daewoo Matiz có năm sản xuất 2009, hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, bản này bản 4 máy các bác này. Đấy, phiên bản số tự động máy 1.0. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Đấy, 4 của lốp của nó khá là đẹp các bác này. Đấy, 4 bánh đang đúc này. Dàn lốp của nó còn đạt đến 85-90% các bác này. Cua lốp này, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình. Đấy, một chiếc Daewoo Matiz. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất thì ghế da được trang bị màu đỏ đen các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc Daewoo Matiz. Trần này, trần lỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, trần lỉ của nó nguyên bản theo xe này. Đây là bậc lên xuống này. Còn đây là phần táp lô, táp đi cánh cửa đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, chốt khóa cửa này. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, chưa hề động đến cà lê mỏ lết, keo chỉ zin cả xe. Đấy, không đâm va, không ngập nước. Đây, những cái đinh bấm giằng giật này. Không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá. Xe rất đẹp luôn. Còn đây là phần keo chỉ của cánh đằng sau bên phụ các bác nhá. Keo chỉ không mất đến một phân. Đấy, xe của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Bản một đầu thì cốp nó nhỏ gọn xinh xinh, nhưng nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu các bác nhá. Đây là những cái đinh bấm này. Đấy, đinh bấm này. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất nhá. Đấy, rất là ok. Đây là phần lốp số cua các bác này.
Đấy. Lớp sơ cua này. Sàn xe đã được dán một lớp chống ồn các bác nhé. Rất đẹp luôn. Keo chỉ zin cả xe. Đấy, nguyên bản theo cái máy sản xuất các bác nhé. Xe rất đẹp luôn. Đấy. Với giá tiền là 213 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ toàn quốc cho các bác nhé. Vâng, đây là phần nội thất đằng trước này. Đấy, trước này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ đây. Đèn lửa sơn rất tốt đây. Trang bị túi khí an toàn cho người lái các bác nhá, với một người ngồi bên phụ này. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đây là phần hốc bản lề này. Đây là phần cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm các bác này. Nguyên bản các bác nhé, không hề có dấu hiệu đâm va. Đấy. Còn đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Đấy, táp lô của nó rất đẹp luôn các bác này. Đấy, một chiếc Daewoo Matiz có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Bản Super các bác nhé. Phiên bản số tự động, máy 1.0. Đấy, tiết kiệm nguyên liệu mà nhỏ gọn chi xinh. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đấy, các bác này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 1 năm 2021 các bác này. Đăng kiểm dài miên man. Bốn của lốp của nó này còn đạt đến 85-90% các bác nhé. Cua lốp này, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Sơn xi thì không hề có dấu hiệu xước sát các bác này. Đấy. Độ đồng sơn zin của nó còn đạt đến 80% các bác nhá. Đấy, dàn bốn ốp của nó khá là đẹp luôn các bác này. Bốn quả lốp của nó đều nhau. Cua lốp thì không hề có dấu hiệu mọt. Một chiếc Daewoo Matiz. Đây các bác xem này, rất đẹp luôn các bác nhé. Đây là bậc lên xuống này. Còn đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhé. Phần keo chỉ này, keo chỉ zin nguyên. Cam kết với các bác là không đâm va, không ngập nước. Tốc bản này chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhá. Cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, nguyên zin các bác nhá. Còn đây là phần táp lô, táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này, bảng tổng của kính chỉnh điện. Đấy, gương kính chỉnh điện các bác nhé. Đây là phần hốc bản lề này. Đấy, táp lô, táp ly cánh cửa này. Keo chỉ này, keo chỉ của cánh đằng trước bên lái các bác nhé.
keo chỉ không mất đến một phân, rất đẹp luôn. Đây là tem mác theo máy sản xuất này. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Ốc bản lề này. Đây là phần cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm các bác này. Đấy, cột kèo đinh bấm này. Zin nguyên các bác nhé. Không hề mất đến một phân nào. Chiếc Daihatsu Matiz nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, phiên bản số tự động máy 1.0. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Đấy, xe gia đình nên bô lăng rất đẹp các bác nhé. Đấy, trang bị hai thu khí an toàn. Đề lỗ rất là tốt này. Đấy, chìa khóa thông minh các bác nhé. Đấy, chìa khóa thông minh này. Em ấn vào chìa khóa nó lỗ này. Đấy, máy đã lỗ các bác nhé. Đấy, em ấn vào tắt này. Đấy, rất là ok, rất tiện lợi luôn. Đấy, màn hình cam lùi này. Đây là phần xi nhan này, hoạt động rất trơn tru các bác nhé. Cam hành trình này, đầy đủ các bác nhé. Đấy, đồ chơi kín xe luôn. Điều hòa thì cực mát các bác nhé. Điều hòa auto này. Đấy, điều hòa auto các bác này. Đấy, điều hòa auto. Điều hòa rất run luôn các bác nhé. Đấy, một mẫu xe gia đình tư nhân chính chủ. Trần nỉ này, trần nỉ nguyên bản này. Đây là phần đèn trần này. Đấy, đèn trần nó bị cháy mất cái ống bun rồi các bác nhé. Đây là trần nắng này. Trần nắng hai bên các bác này. Đấy, gương trang điểm này. Rất là ok. Đấy, chiếc này là đây, chiếc này là chủ lữ sử dụng các bác nhé. Đây là kính nghiêng xuống này. Rất là ok, rất trơn tru các bác nhé. Gương chỉnh điện này. Đây là quả số này, phanh tay này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daihatsu Nagetti. Daihatsu Matiz các bác nhá. Đấy, có năm sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc này. Máy móc rất khô ráo sạch sẽ các bác nhá. Không hề có dấu hiệu gì dầu các bác này. Đấy, tư nhân chính chủ, một mẫu xe gia đình. Máy khô ráo sạch sẽ, không hề dấu hiệu gì dầu chi các bác nhá. Xe của nó rất cứng xe.
Đây là những cái đinh bấm càng giật này. Lỗ tròn không hề có dấu hiệu móp méo hoặc đâm va chi các bác nhé. Đấy, với giá tiền là 213 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Lớp lề vẫn còn nguyên bản này. Đấy, máy móc cực chất luôn. Đấy, trước này là do một chủ lữ sử dụng các bác nhá. Đấy, bản 4 máy này. Đấy, phiên bản số tự động máy 1.0. Rất là đẹp luôn. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daihatsu Matiz có năm sản xuất 2009, phiên bản số tự động máy 1.0. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 213 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.